Rồi xin chào anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 30 tháng 6 anh em. Rồi buổi trưa hôm nay thì em lên cho anh em hai đống phụ tùng ha. Rồi lô số 1 và lô số 2 anh em. Rồi hai lô này em bán cho anh em là 1 triệu một lô anh em. Một lô 1 triệu ha. Thì bao gồm là đủ thứ các loại anh em. Lữ dao nè, rồi bình xăng con, rồi bố côn, IC lửa, rồi đầu bò, rồi cổ phím nè. Rồi có thêm một cái đầu bò cắt kéo nữa anh em. Cái này thì nó rất là bén á, cái này thì mình nhấp được cả cây 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 mấy cây cây lớn luôn anh em, mấy cái nhánh lớn ha. Đầu bò anh em, đầu bò này thì là nó có bị cứng có ha, có bị tuôn tuôn đạn có anh em, thì về anh em mình thay đạn giùm em ha. Rồi trắng cỏ tâm đít nè, rồi có những cái hoa lăng lốc máy rồi anh em, thì em gom ở trong đống phụ tùng ra thì gom ra lộn xộn anh em sắp ra bán cho anh em luôn ha. Rồi một lô này là 1 triệu anh em, lô số 1 ha. Lô số 1 anh em có ga bóp nè, rồi lưỡi dao nè, có bát cước nè, tâm đít rồi anh em, tâm đít, rồi cái ga tay ga nè, tay ga nằm trên ống cần ha. Rồi bố côn, bình xăng con, chó nè, chó giật anh em, chó giật, rồi cổ phím. Ở đây có hai cái vỏ nòng nữa nè, hai vỏ nòng này của thằng Magu với Komatsu, Magu với Tanaka. Rồi IC lửa nó nguyên đống IC lửa này, cái chục cục nha anh em, cái chục cục IC lửa ha. Rồi nguyên lô gì là em bán cho anh em 1 triệu anh em, 1 triệu ha, đủ thứ các loại luôn. Cái này thì 1 triệu anh em, rồi đủ thứ các loại. Lô số 1 nha anh em, lô số 1 ha. Lô số 2, lô số 1 thì nó có cái đầu bò cắt kéo, còn lô số 2 thì có cái này là cái đầu bò xới đất nha nè. Cái đầu bò xới đất nè, này mình gắn vô trong máy cắt cỏ mình xới luôn nha nè. Cái này là nguyên bản nguyên zin của Nhật luôn nè, đó nó vẫn còn lăn luôn nha nè, này lăn luôn nè. Nguyên cái đầu bò này nó để xới đất trồng rau được ha. Rồi đây em có 5 cái đầu bò bị cứng, bị tuôn đạn rồi ha, về anh em mình thay nè, thay lại xài anh em. Rồi tâm đít rồi ha, tâm đít nè, nòng đó, nòng của Komatsu. IC lửa nè, IC lửa thì cả chục cục anh em, bố côn, bình xăng con, chó giật anh em, chó giật rồi cổ phím rồi ha, cắn cỏ, lưỡi dao. Rồi đây thì có tay ga rồi anh em, ga kéo công tắc trên tay rồi ha. Rồi lô này lô số 2 luôn anh em, lô số 2 ha. Lô số 2 cũng là 1 triệu luôn anh em, 1 triệu một lô. Rồi buổi trưa hôm nay thì em lên cho anh em là hai lô ha. Hai lô phụ tùng anh em, đủ thứ các loại luôn. Có ổ phát cước nữa nè. Rồi cái này là đồ zin của Nhật hết anh em nghe anh em. Đồ này là đồ gã máy nè. Cái này tháo máy rồi nó dư ra nè. Thì em soạn ra bán cho anh em ha. Về anh em mình thay thế là cho khách nha anh em. Cái này thì anh em mình thay thế cho khách thì để dành thay thì rất là ngon anh em. Có những chỗ mà những anh em mà nó bị thiếu đồ rồi đó, thì cái này em soạn ra cho anh em mình về mình làm ha. Rồi một lô gì là 1 triệu anh em, lô số 1 và lô số 2. Lô này lô số 2 ha, còn lô này lô số 1. Rồi anh em nào chốt thì gọi trực tiếp một số điện thoại của em là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em ha.